Dàn sau việc dự lễ cưới của cầu thủ Duy Mạnh, Quỳnh Anh, ca sĩ Đức Phúc, diễn viên hài Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng háo hức khi có mặt tại đám cưới của Duy Mạnh, Quỳnh Anh. Sau hơn 4 năm yêu nhau, vào tối 9 tháng 2, cặp đôi nổi tiếng cầu thủ Duy Mạnh, Quỳnh Anh chính thức tổ chức lễ cưới trở thành vợ chồng. Được biết, cặp vợ chồng cầu thủ hot girl nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết và mời nhiều nghệ sĩ tham dự ngày trọng đại của mình. Trước đó, trên trang cá nhân, Đức Phúc, Mạc Văn Khoa, Trịnh Thăng Bình, Đàm Vĩnh Hưng háo hức xác nhận sẽ có mặt tại đám cưới của Duy Mạnh. Duy Mạnh và bà xã có mặt từ rất sớm để chào đón quan khách. Đức Phúc, Mạc Văn Khoa có mặt tại đám cưới của Duy Mạnh, Quỳnh Anh là một trong những khách mời có mặt sớm nhất. Ca sĩ Đức Phúc gửi lời chúc đến Duy Mạnh và bà xã, chúc mừng Duy Mạnh và Quỳnh Anh sẽ yêu nhau đến già, yêu cho đến khi thành ông bà. Con đàn cháu đóng, bế bồng nặng tay, ngày 9 tháng 2 sẽ là một ngày đẹp nhất của năm 2020 nhé. Đức Phúc hát tặng trong đám cưới của Duy Mạnh. Mạc Văn Khoa có mối quan hệ thân thiết với cô dâu chú rể, anh chàng thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ Duy Mạnh. Phở đặc biệt đến Hà Nội khá sớm, anh được chú rể Duy Mạnh chọn làm phù rể. Nghệ sĩ Hoàng Dũng cũng có mặt khá sớm tại lễ cưới. Duy Mạnh bật khóc trong đám cưới. Trong khoảnh khắc xúc động nhất, Duy Mạnh bật khóc và gửi đến cô dâu Quỳnh Anh những lời chia sẻ vô cùng ngọt ngào. Anh cảm thấy thương Quỳnh Anh nhất ở việc Quỳnh Anh rất dễ thương, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, quan tâm đến anh. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Trong giờ phút anh khó khăn, gặp nhiều vất vả, anh rất yêu em, anh yêu em rất nhiều, I love you. Duy Mạnh, Quỳnh Anh có được đám cưới đẹp như mơ. Đám cưới được diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Như vậy, sau hơn 4 năm yêu nhau, Duy Mạnh, Quỳnh Anh cũng đã nên duyên vợ chồng dưới sự chứng kiến của những người yêu thương. Hy vọng trong thời gian tới, đôi vợ chồng son sẽ nhanh chóng báo tin vui đến với mọi người.